ngày hôm nay và thương của năm hay 10 năm nữa, và sunshine của ngày hôm nay hay sunshine của 10 năm nữa hay năm là 20 năm nữa vẫn sẽ cố gắng để hoàn thiện cái sứ mệnh của mình là mang lại cái giá trị cốt lõi cho cộng đồng người Việt Nam và có thể là cộng đồng quốc tế nếu như mà chúng tôi có sự may mắn của tiếp tiếp. Xin chân thành cảm ơn. Xin gửi lời chúc mừng đến cho một vị tổng giám đốc cũng là một phần tử trung thành và tận tình thương và tất cả các bạn ở trong tập đoàn Sunshine đã thành công và những thành đạt ở trong cuộc sống cũng như công việc của mình. Sunshine cảm ơn.